Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với Sự Có Ích Của Nam. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm pancake chocolate. Lý do mà mình chọn pancake cho series tình yêu là vì thứ nhất là nó dễ làm, thứ hai thì nó đối với mình như là một cử chỉ lãng mạn vậy. Như kiểu sáng vừa tỉnh mắt ra, thức dậy, còn chưa kịp định hình cuộc sống mình đang xảy ra cái gì thì bạn người yêu xuất hiện và dúi vào tay mình một cái đĩa pancake. Không phải như thế, rất là thích ư? Đầu tiên chúng ta sẽ cho bột cacao và bột mì cách số 8 vào. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho một thìa teaspoon baking powder. Tiếp đến là trộn hỗn hợp bột khô. Việc trộn hỗn hợp trước sẽ giúp cho tránh được tình trạng cacao không bị vón cục. Trên một cái nồi khác chúng ta sẽ đổ sữa và lần lượt cho sô-cô-la vào. Hỗn hợp sẽ được đun cho đến khi sô-cô-la hoàn toàn hòa quyện lại với sữa. Và chúng ta cần nhớ là khi mà chúng ta đun thì cần khuấy liên tục để tránh tình trạng sô-cô-la bị vón cục và dễ cháy ở đáy nồi nha. Sau khi đã hòa quyện thì chúng ta sẽ bắc nồi ra và để cho hỗn hợp sữa nghỉ tầm 15 đến 20 phút. Bước tiếp theo là đập một quả trứng và bỏ vào tô. Sau đó thì cho lần lượt 3 tablespoon đường vào và như thế là tầm khoảng 45g đường đó. Đấy, nếu hỗn hợp cho đến khi trứng và đường hòa quyện với nhau và trứng đổi màu sang hơi nhạt nhạt một xíu là ok nha. Bước tiếp theo là cho 1 tablespoon dầu vào và tiếp tục hòa quyện hỗn hợp. Từ từ đổ hỗn hợp sữa sô-cô-la và hỗn hợp trứng. Một lần nữa nhấn mạnh chữ từ từ vì nếu mà đổ trực tiếp quá nhanh thì trứng sẽ bị chín. Trong cái ô bột khô lúc nãy, bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái lỗ ở giữa. Điều này sẽ giúp cho khi mà đổ chất lỏng vào ấy thì việc trộn bột sẽ nhanh hơn rất nhiều. Và mọi người còn nhớ khi mà trong hỗn hợp mà có baking powder thì chúng ta sẽ phải làm sao không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Cho một cơ hội cuối cùng là ra coi video cũ của tôi ngay và quay lại trả lời này. Thôi khỏi đi, xong rồi. Bước tiếp theo là sẽ bắc chảo lên nồi. Lấy một thìa bột và sau đó sẽ xoay ra sao cho nó tròn và đẹp nhất có thể. Chúng ta sẽ chiên bánh ở nhiệt độ vừa cho khoảng từ 1 đến 2 phút. Nhớ là trong lúc chiên thì nhớ đậy cái nắp lên để cho bánh có thể chín được á. Sau tầm 2 phút thì trên mặt bánh sẽ nổi một vài lỗ trâu như kiểu là bọt không khí. Thì lúc đấy là chúng ta có thể lật bánh và tiếp tục chiên bánh trong vòng khoảng 1 phút nữa cho mặt bánh còn lại cũng chín đều. Bỏ ra đĩa để cho nguội dần dần. Thêm một lần nữa nhé. Chắc thì công thức này sẽ chỉ đủ khoảng từ 2 đến 3 bánh thôi. Thế nên nếu mà mọi người muốn làm một cái chồng kiểu dày dày ấy, một là làm bánh nhỏ đi, hai là làm gấp đôi công thức nha. Và cũng đừng quá lo lắng nếu mà cái đầu tiên nó không được đẹp lắm. Vì như kiểu trong sinh đẻ thì đứa con đầu tiên luôn luôn là cái đứa để thử nghiệm cho những đứa thứ hai đẹp đẽ hơn. Và ta-da, đây là chồng bánh của mình, nụm na nụm ninh. Bình thường thì pancake sẽ chỉ được ăn kèm với cả sốt dưới lên trên thôi, cơ mà mình muốn làm cho cái bánh này nó đặc biệt hơn một xíu. Thế nên giữa các tầng lớp pancake thì mình sẽ phủ một lớp chocolate mousse. Không tiện thể PR cho cái video chocolate mousse luôn. Vừa lên sóng đó nha, hãy coi nha. Thì cũng như bánh gato thì việc phủ kem lên giữa các lớp bánh sẽ khiến cho bánh nó hấp thụ được cái hơi ẩm từ trong kem ấy, làm cho bánh trở nên nó mềm, mượt và ăn nó sẽ ngon hơn. Bước tiếp theo sẽ là trang trí. Đối với một thứ đã ngon lành và kiểu nhiều sốt sô-cô-la như thế này rồi thì đơn giản sẽ là đẹp nhất. Một viên kem này, rất nhiều dâu này, nhàm chán này. Và cuối cùng sẽ là một dòng maple syrup từ trên thiên đường. Thỏa mãn không? Nếu chưa kịp coi thì tôi cho coi lại này. 3, 2, 1. Một lần nữa ạ.
À, trời ơi, xịn quá. Tất nhiên là nếu không kiếm được maple syrup thì mọi người hoàn toàn có thể thay thế bằng mật ong này hoặc là sốt sô-cô-la này. Đều là rất ok nha. Và mọi người biết không, có một lý do nữa mà pancake rất là phù hợp cho tình yêu. Bởi vì dù chúng ta có làm pancake xấu hay làm nhỏ món như nào thì cũng đều được tha thứ cả thôi. Vì tình yêu vốn dĩ là những mảnh ghép không hoàn hảo mà. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến tiết đến đây. Hãy đăng ký kênh của mình và like video này nha, vì mình sẽ có rất là nhiều video mới về sô cô la đó nha. Chúc mọi người sẽ thành công nha. Cảm ơn mọi người.